cùng trong hệ thống phụ âm tiếng Anh, đó là âm w. Để phát âm đúng phụ âm này, đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu từ hình miệng của âm u. Sau đó các bạn sẽ từ từ đưa môi về phía sau, đồng thời đẩy luồng hơi từ bên trong ra ngoài. Và khi phát âm chúng ta cần phải dùng dây thanh. W. 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 Week. Where. Weather. Away. Twelve. The woman is wearing white. The weather on Wednesday is wet and windy.